Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Dòng máu Lạc Hồng phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên kênh VTC10 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình là nơi tôn vinh những người Việt Nam tài năng trên khắp thế giới và có những cống hiến cho quê hương đất nước. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị đến với câu chuyện về một người trẻ sau gần 20 năm học tập, lập thân, lập nghiệp tại xứ sở mặt trời mọc, vươn lên trở thành hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên trong hệ thống các trường Nhật ngữ tại Nhật Bản. Đó là anh Nguyễn Duy Anh, người cũng đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản. Dòng máu Lạc Hồng hôm nay xin kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chàng trai trẻ này. Sang đây thì em cũng rất là bỡ ngỡ, nhưng mà trường GAG thì người đứng đầu là thầy Anh, là người Việt, cho nên tụi em rất được tạo cơ hội, cho nên tụi em rất là yên tâm sau khi sang Nhật. Ở trường Nhật ngữ GAG thì chúng em được học cơ bản nhất là về tiếng Nhật, tiếp theo đó là cũng có học về đời sống, về cách để tránh những thiên tai hay là những thứ tai nạn các thứ, nên là rất là yên tâm khi mà các thầy cô dạy cho chúng em những điều đó. Đó cũng là một cái bàn đạp để chúng em bước lên một trang sách mới của đại học. Tôi đang làm việc tại trường tiếng Nhật GAG với các nhân viên người nước ngoài. Mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ làm việc vì tôi nhận ra khi không suy nghĩ theo cách nghĩ của người Nhật thì có thể đưa ra được những ý tưởng rất thú vị. Đặc biệt thầy hiệu trưởng Duy Anh, một người Việt Nam yêu Nhật, và thầy thường đặt ra các vấn đề rất thú vị. Hiệu trưởng của ngôi trường này là người đầu tiên thành lập trường dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, và ông là một người tuyệt vời khi suy nghĩ từ quan điểm của học sinh. Ở Nhật Bản thì cộng đồng người Việt Nam, như chị cũng biết, thì là cộng đồng trẻ. Trước đó thì có người Trung Quốc, người Hàn Quốc cũng đã lập nghiệp và thành công tại Nhật Bản. Thì bản thân tôi cũng mong muốn là người Trung Quốc làm được, người Hàn Quốc làm được thì sao Việt Nam chúng ta lại không làm được. Thì đấy là cái điều mà thúc giục tôi mà hiện tại trong công việc của tôi đã trở thành hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên. Và không ngừng nỗ lực nâng cấp và sáng tạo trong quá trình công tác tại Nhật Bản. Ban đầu, Nguyễn Duy Anh đảm nhận cương vị quản lý và phiên dịch cho du học sinh tại trường Nhật ngữ Osaka, Minami, thành phố Osaka. Trong môi trường làm việc tại Nhật Bản vô cùng khắt khe và áp lực, chàng tân sinh viên ngoại quốc đã xuất sắc hoàn thành tốt công việc của mình và nhận về sự tin tưởng và trân trọng của đồng nghiệp cũng như ban giám hiệu của nhà trường. Rất nhiều du học sinh Việt Nam và quốc tế sau khi ra trường vẫn nhớ đến anh như một người thầy, một người anh thân thiết, nhiệt tình, luôn giúp đỡ du học sinh trong quá trình học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thì đó là cái mà cái hồi mà mình còn 25, 26 là cái lúc mà rất là nhiệt huyết và mong muốn cống hiến.
Thì đấy là cái điều mà manh nha dẫn tôi đến cái con đường, đi theo con đường giáo dục và giúp đỡ các bạn trẻ như hiện tại. Và bản thân tôi thì đi đâu cũng mong muốn là gì? Tôi tự hào là người Việt Nam. Mình làm cái gì? Mình ra nước ngoài thì mình cũng là cái đại sứ, là cái bộ mặt của Việt Nam để quảng bá cái hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới. Sau khi tích lũy được kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực giáo dục tại trường Nhật ngữ Osaka Minami, Nguyễn Duy Anh đã thực hiện một quyết định vô cùng táo bạo mà bản thân đã tâm huyết bấy lâu nay: xây dựng một cơ sở đào tạo giáo dục chuẩn Nhật thân thiện với các du học sinh quốc tế và đặc biệt là các bạn du học sinh Việt Nam. Từ đó, hành trình xây dựng một cơ sở đào tạo giáo dục tại Nhật Bản chính thức được bắt đầu. Và rất nhanh chóng, anh đã chuẩn bị đề án thành lập, tập hợp đội ngũ giảng viên, chuẩn bị cơ sở vật chất. Chỉ một năm sau đó, ngôi trường đầu tiên do người Việt Nam làm đề án đã thành lập tại Nhật Bản, chính thức đi vào hoạt động. Tháng 4 năm 2015, Học viện Nhật ngữ GAG Fukuoka chính thức đi vào hoạt động và đào tạo thế hệ học sinh đầu tiên. Nguyễn Duy Anh giữ chức giám đốc điều hành của học viện. Ước mơ của chàng trai trẻ đã dần trở thành hiện thực. Những khó khăn trong giai đoạn đầu đã nói lên tất cả sự tâm huyết đó. Làm hiệu trưởng của trường Học viện Nhật ngữ GAG, đây là một ngôi trường mà chúng tôi tiếp nhận các du học sinh quốc tế và trong đó các bạn du học sinh người Việt Nam. Và hiện tại các bạn du học sinh người Việt Nam ở bên trường chúng tôi là khoảng hơn 200 các em học sinh. Vì vậy là tôi rất mong muốn để làm sao mà dựa vào kinh nghiệm của mình tại 18 năm tại Nhật Bản, cũng từ một bạn du học sinh, sau đó học đại học công lập tại Nhật Bản và khởi nghiệp và làm việc tại Nhật Bản. Thì 18 năm đó thì đi một con đường rất là vòng vèo, tại vì mình phải đi từ chính đôi chân của mình, không có những anh chị trước đi trước hoặc không có những kiến thức. Mình chỉ biết được là 3 tháng sau mình làm gì, 6 tháng sau mình làm gì. Nhưng bây giờ mình đã có những cái cộng đồng chúng ta đang phát triển thì chúng ta cùng xây dựng để làm sao vận dụng những cái kiến thức của mình dành cho các thế hệ sau, cho các bạn đàn em, để các bạn có một con đường đi thẳng và đến thành công nhanh hơn. Thì đấy là cái điều tôi rất là mong muốn và làm sao để giúp cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka ngày càng phát triển. Với quan điểm chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, đem lại giá trị cho học viên, Nguyễn Duy Anh không ngần ngại lên phương án tuyển dụng những giảng viên người Nhật có chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ. Cũng nhờ đó, Học viện GAG luôn được phản hồi tích cực từ những cho sinh viên đang theo học. Ở chương trình ngữ GAG thì chúng em được học cơ bản nhất là về tiếng Nhật. Tiếp theo đó là cũng có học về đời sống, về cách để tránh những thiên tai hay là những tai nạn các thứ. Nên là rất là yên tâm khi mà các thầy cô dạy cho chúng em những điều đó. Đó cũng là một cái bàn đạp để chúng em bước lên một trang sách mới của đại học. Ở đây tụi em chỉ học một ngày chỉ được 3 tiếng. Thì ngoài những giờ học bên trường thì em có thể áp dụng những gì đã học vào những công việc đi làm thêm tại các quán ăn của Nhật. Thì đó cũng là nguồn kinh nghiệm rất là quý báu mà tụi em tiếp thu được khi ở Nhật. Thì đó cũng là những bàn đạp, những kiến thức để sau này lấy đó làm động lực để thi vào những trường đại học khá là khó ở Nhật. Ngoài người Việt ra thì các thầy cô còn cũng có cả người Việt giúp đỡ em rất là nhiều trong cuộc sống ở bên Nhật. Ngoài những tiết học về tiếng Nhật, còn có những tiết học thầy cô còn dạy cho những tiết học về đời sống ở bên Nhật. Hiện Học viện Nhật ngữ GAG dần đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các bạn du học sinh ưu tú, chăm chỉ. Không chỉ vậy, Học viện Nhật ngữ GAG còn thu hút hơn 95 giảng viên người bản xứ. Tuy thời gian thành lập chưa phải quá lâu, nhưng với sự cố gắng của đội ngũ giảng viên và nhà trường, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Học viện Nhật ngữ GAG đã vươn lên trở thành một trường có sự tăng trưởng, quy mô và uy tín tại thành phố Fukuoka. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Fukuoka luôn đánh giá cao về Học viện Nhật ngữ GAG trong các kỳ xét hồ sơ và sự sâu sát trong quản lý học sinh. Tỷ lệ đỗ tư cách lưu trú của Học viện Tiếng Nhật GAG luôn chiếm tỷ lệ cao so với các trường tại Nhật Bản.
Hiện Học viện Nhật ngữ GAG có lượng du học sinh Việt Nam chiếm tỷ lệ từ 5 đến 60%. Ngoài ra, học viện còn có các du học sinh đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Nepal, Sri Lanka, Mông Cổ, Hồng Kông Trung Quốc, Thái Lan, Nga, Mỹ để tạo ra một môi trường quốc tế đa văn hóa và ngôn ngữ. Hiện tại có rất nhiều người Nepal đang chọn ngôi trường này và có cả giáo viên người Nepal nữa. Trong tương lai, tôi muốn làm việc tại một nhà hàng hoặc một khách sạn nào đó. Thời gian gần đây, mọi người ở Nepal chúng tôi đã chủ động đến Nhật Bản và thành trào lưu nhiều hơn. Do đó, tôi đến đây làm giáo viên và cũng muốn để giúp đỡ cho học sinh người đồng hương chúng tôi. Tại đây, môi trường làm việc quốc tế rất là đoàn kết và cũng có nhiều sự giao lưu văn hóa hiểu biết lẫn nhau nữa. Điểm mạnh của trường GAG là có hệ thống hỗ trợ sinh viên, có rất nhiều các chương trình học bổng cho sinh viên trước khi nhập học. Đối với các bạn sinh viên mới nhập học, nếu học tập chăm chỉ, đến trường mỗi ngày thì cũng có rất nhiều học bổng khác nhau. Đối với các bạn sinh viên, vì lần đầu tiên đến Nhật Bản nên để quen được cuộc sống ở Nhật sẽ có các khóa hướng dẫn về văn hóa Nhật, văn hóa về giao thông, việc nắm vững văn hóa như phân loại rác cũng như quy tắc giao thông thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy các bạn sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết về các nội dung này trong 3 ngày. Với sự đóng góp và nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ, từ tháng 5 năm 2021, Nguyễn Duy Anh đã chính thức đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG. Đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho công sức của anh. Nguyễn Duy Anh cũng là người Việt đầu tiên trở thành hiệu trưởng của một cơ sở giáo dục tại xứ sở Hoa Anh Đào. Thực sự là tôi cũng rất là may mắn khi được sự đồng hành của những người bạn, những người thầy, những người cô và những người đồng nghiệp của mình là những người Nhật Bản, rất hiểu Việt Nam, rất yêu Việt Nam. Đương nhiên là con người không có sự tập toàn tập mỹ. Khi mà mình có những cái gì đó khó khăn thì đấy đây là cái cách làm việc của tôi thôi. Khó khăn thì mình cứ bộc bạch, à tôi đang làm cái này, tôi muốn như này, đang khó khăn như này, bạn có thể giúp tôi hay là có những sự tư vấn cho tôi hay không? Thì đấy là nó có những cái mà cũng là một cái bài học cho mình khi mình làm việc cùng với người Nhật và làm một trên cương vị là quản lý. Đặc biệt, Nguyễn Duy Anh là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Giáo dục Tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán, Chi Lan, với sứ mệnh giúp đỡ các du học sinh đến từ các quốc gia không sử dụng chữ Hán. Hiệp hội đã nỗ lực tổ chức những chương trình giao lưu học thuật và kết nối giữa các trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp hội còn nỗ lực phái cử các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật đến giảng dạy cho sinh viên các trường đại học thành viên của Hiệp hội. Sau một quá trình chuẩn bị công phu và bài bản, ngày 10 tháng 6 tại Học viện Nhật ngữ GAG, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản đã chính thức khai giảng lớp học Tiếng Việt của em với sự tham gia của 30 cháu thiếu nhi người Việt. Lớp học tiếng Việt này được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần tại chính Học viện Nhật ngữ GAG của anh Nguyễn Duy Anh. Anh Nguyễn Duy Anh tâm niệm rằng không phải cứ trở về Việt Nam cống hiến mới là yêu nước. Do đó, với cương vị là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, anh luôn nỗ lực cống hiến vì cộng đồng người Việt Nam tại đây. Lớp học tiếng Việt hay các sự kiện văn hóa giao lưu Việt-Nhật chính là minh chứng cho tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương và đất nước. Nửa năm trở lại đây, cứ vào thứ Bảy hàng tuần, chị Nhung lại cho các con đến Học viện Nhật ngữ GAG. Cũng tại đây, người ta lại càng quen hơn với những câu đánh vần EA. Bạn tờ thì thân thiện hơn, bạn tờ chơi với
em đã cho con tham gia lớp này để cho con có được cái nền tảng vững chắc về tiếng Việt và được sự giáo dục dạy, giảng dạy bài bản từ các cô để cho con luôn nhớ được cái nguồn cội của mình là người Việt. Thì bé được học tiếng, tham gia lớp tiếng Việt, được tham gia các sự kiện do bên lãnh sự người Việt của mình tại đây tổ chức và các chương trình lễ hội văn hóa giao lưu giữa các gia đình người Việt để cho các bé mặc dù là ở phương xa nhưng mà vẫn luôn nhớ được về các truyền thống ngày lễ ngày Tết của quê hương mình. Với sự giúp đỡ đồng hành của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, lớp tiếng Việt đã có tủ sách. Thêm vào đó, Ban tiếng Việt đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để lên ý tưởng, nội dung, thiết kế các bài giảng. Bên cạnh việc học ngôn ngữ, các em còn được học văn hóa thông qua nhiều hình thức đa dạng như múa, hát, các trò chơi dân gian, tham quan các địa điểm văn hóa Việt Nam. Điều đó giúp các em có những trải nghiệm toàn diện về văn hóa và lối sống của đất nước mình, khơi dậy sự hứng thú và niềm đam mê học ngôn ngữ, văn hóa Việt. Tổng lãnh sự quán cùng với cả Hội người Việt Nam tại Fukuoka AVF thì đã luôn luôn ủng hộ, động viên cô và trò bằng việc là tặng cho một cái tủ sách tiếng Việt mini để cho các con có thể là thỏa sức đọc sách này, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tổ chức rất là nhiều những cái khóa tập huấn đào tạo cho tiếng Việt cho cô này và cho thậm chí cho các bố mẹ nữa, để ngoài việc các con có được học với cô một buổi trên lớp thì hàng ngày thì các con vẫn có thể là được bố mẹ kèm cặp một cách là sát sao nhất. Ngoài ra thì là các cô, các bác ở bên Tổng lãnh sự quán và Hội người Việt Nam thì cũng tạo một điều kiện rất là tốt, đấy chính là một cái cơ sở vật chất với lớp học đầy đủ trang thiết bị này và có bàn ghế tivi và mọi thứ. Cô và trò ngoài việc học chữ, học tiếng Việt ra thì luôn luôn có những cái bài giảng và những cái hoạt động lồng ghép để các con có thể hiểu hơn về văn hóa Việt và hiểu hơn về những cái phong tục tập quán của con người Việt Nam, để các con có thể thêm phần nào mà hiểu hơn về đất nước của mình, yêu hơn đất nước của mình. Và chính vì như vậy thì các con có thể là sẽ luôn nhớ về quê hương và yêu quê hương nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự là đã tạo cho các bé có một lớp tiếng Việt rất là hay và ý nghĩa để gìn giữ bản sắc văn hóa tiếng Việt và cũng như là những cái về truyền thống của người Việt Nam là bắt buộc phải nói tiếng Việt. Và những có những ngày dịp lễ, dịp Tết thì là có Tết Trung Thu, thì các bé sẽ tìm hiểu được là Tết Trung Thu sẽ có những tiết mục như thế nào, ăn những cái bánh Trung Thu là nhớ về quê hương, cội nguồn của mình. Thì cảm ơn lãnh sự là trước tiên và tập thể các giáo viên trong Ban tiếng Việt từ rất là xa vẫn hỗ trợ cho các bé cũng như các phụ huynh để có các bé có nói được những câu tiếng Việt, những câu tục ngữ, câu ca dao của người Việt Nam. Thì trước khi có cái lớp tiếng Việt này thì là các bé là sẽ nói những câu rất là ngắn, hiểu ba ơi lấy cái này, ba ơi lấy kia, hoặc là những cái câu mà mình không có ngữ pháp. Nhưng mà khi các bé được học như vậy thì các bé về nhà sẽ nói được những cái câu dài hơn và hát những bài hát của Việt Nam và trình diễn những tiết mục Việt Nam. Vừa rồi là các bé cũng sẽ đi biểu diễn ở sân bay của Fukuoka, thì người Nhật họ nhìn vào họ thấy là người Việt Nam chúng ta vẫn giữ gìn được văn hóa và bản sắc của người Việt Nam mặc dù là mình đang sống và làm việc tại đất nước Nhật Bản. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cho biết số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt qua con số hơn 500.000 người, trở thành cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài lớn thứ hai thế giới, chỉ sau cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại khu vực Tây Nam Nhật Bản, khu vực Kyushu, gồm 7 tỉnh, số lượng người Việt Nam có khoảng hơn 50.000 người và có chiều hướng tăng do chính sách thu hút nguồn lao động từ các nước ngoài của chính phủ Nhật Bản. Với sự gia tăng về số lượng như vậy, thì không ít những gia đình người Việt đã hình thành tại đây, để rồi thế hệ trẻ em gốc Việt thứ hai, thứ ba được ra đời. Việc ra đời lớp tiếng Việt đã góp phần to lớn vào việc duy trì văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Rất là may mắn cho chúng tôi là có cái chương trình ngữ GAG, thì các bạn đã sẵn có địa điểm rồi, thì bạn
hiệu trưởng của trường GAG lại là chủ tịch hội người Việt Nam tại Fukuoka, bạn rất là nhiệt tình. Và khi tôi nêu ý tưởng ra thì bạn hưởng ứng ngay. Và chúng tôi đã nghĩ rằng là mở được cái lớp ra thì là rất là đơn giản. Nhưng mà để duy trì được nó lâu dài và bền vững thì đấy là một điều cực kỳ khó khăn. Nếu như tôi không có các bạn ở bên hội người Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở đây, các bạn bên hội phụ nữ, thì có lẽ là chúng tôi cũng chỉ là mở ra một thời gian, không thể nào mà duy trì được nếu như không có cộng đồng. Và cô giáo Ngọc là cũng là một bạn rất là nhiệt tình. Bạn là phu nhân của một bạn học tiến sĩ, sang đây học tiến sĩ ở đây, bạn đi theo chồng. Ở nhà bạn cũng là đã là một giáo viên ở trường Vin. Cái khả năng sư phạm của bạn rất tốt. Trên đất nước Nhật Bản và tại Fukuoka chúng tôi có rất nhiều giảng viên. Nhưng tất cả cái công việc này phải là từ tấm lòng, thực chất thì mới đến được với các con. Chứ còn để mời được các giảng viên đến thì chúng tôi có thể là mời được rất nhiều giảng viên. Nhưng mà để những người mà có tâm làm những việc này thì đúng là quả là rất là khó. Và sau đại dịch rất là may mắn khi được Tổng lãnh sự Vũ Chi Mai cùng với các anh chị em ở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và các anh chị em trong Hội Người Việt Nam tại Fukuoka đã quyết tâm đồng hành là vực lại một lần nữa, khởi động lại một lần nữa cái dự án này. Và mình vận dụng những cái đã thiếu sót hoặc là vẫn còn chưa làm được ở cái lớp lúc đầu tiên để làm sao mà vận hành. Thực sự là khi khởi động cái dự án này thì đó cũng phải là một điều to tát. Chúng tôi chỉ mong muốn là các cháu sinh ra và lớn lên ở Fukuoka nói riêng và Nhật Bản nói chung thì biết được mình là người Việt Nam, mình nói được tiếng Việt, mình biết được văn hóa Việt. Thì đó là cái mà chúng tôi rất là mong muốn, chứ không phải là một cái gì to tát là các cháu có thể học viết luận văn bằng tiếng Việt hay gì cả. Nhưng mà khi các cháu hiểu được tiếng Việt, hiểu được văn hóa Việt thì lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước. Và tôi rất tâm đắc với một câu là gì? Tiếng Việt còn thì Việt Nam chúng ta vẫn còn. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, không chỉ mạnh về công tác quản lý giáo dục, Nguyễn Duy Anh còn là cánh chim đầu đàn trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tại thành phố Fukuoka, anh còn được biết đến trên cương vị là Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka. Cùng với các thành viên ban chấp hành, anh đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện của cộng đồng người Việt Nam, tạo được tiếng vang với chính quyền và người dân Nhật Bản, như lễ hội Tết Người Việt Nam tại Fukuoka, phát khẩu trang miễn phí cho cộng đồng người Việt tại đây, gây quỹ ủng hộ người Việt tại Nhật Bản mắc bệnh Covid, gây quỹ quyên góp ủng hộ quỹ vaccine của chính phủ Việt Nam. Đối với người Việt Nam thì Tết luôn là một cái nơi để chúng ta tìm về quê hương. Nhưng mà đối với những bản thân chúng tôi là những người con xa xứ thì việc về được Việt Nam thì không phải bạn nào cũng có thể về được. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể xây dựng được một chương trình Tết. Đó đã trở thành một cái sản phẩm đóng đinh của Hội Người Việt Nam tại Fukuoka. Và năm 2024 thì chúng tôi đã có rất nhiều các dự định, các chương trình để tổ chức ra một cái sự kiện Xuân Quê Hương 2024 với mang tên là Tết Việt Nam tại Fukuoka, sẽ mang rất nhiều các chương trình thật thú vị và nội dung năm nay rất là hoành tráng. Và tôi có thể bật mí một chút, đó là cũng là một hình ảnh áo dài nhưng mà sẽ mang lại một cái ấn tượng tuyệt vời đến với người Nhật, và chúng ta cũng sẽ tự hào khi mặc những chiếc áo dài đó tại Fukuoka. Và ngoài ra đó là những cái hình ảnh đón Tết, những hình ảnh thân thương của Việt Nam sẽ được tái hiện tại Fukuoka, Nhật Bản trong thời gian Tết. Tôi hoan nghênh và khuyến khích các cái ý tưởng của cộng đồng ta tại Fukuoka về việc tổ chức các cái ngày hội văn hóa Việt Nam, hay là tổ chức các cái lớp học tiếng Việt, cũng như là các cái chương trình quảng bá văn hóa của Việt Nam đến cộng đồng người Fukuoka nói riêng, cũng như là cộng đồng người Nhật Bản nói chung và bạn bè quốc tế sinh sống, làm việc, học tập tại Fukuoka và Nhật Bản. Năm 2023, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cũng đã trao tặng hai bằng khen cho Hiệu trưởng Nguyễn Duy Anh và tập thể thầy và trò Học viện Nhật ngữ GAG cho những đóng góp hết sức đáng quý của anh. Tôi nghĩ rằng là không chỉ cứ phải về Việt Nam thì mới là đóng góp. Hiện tại bây giờ công việc của mình
đang rất là tốt và đang làm cầu nối để cho các bạn học sinh có những cơ hội mới, học tập mới và công việc về tương lai. Thì tôi nghĩ là khi mà mình có những chuyến công tác ở Việt Nam, mình sẽ tham dự các hoạt động để gắn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản và tạo thêm nhiều các cơ hội cho các bạn trẻ có thể qua Nhật học tập và làm việc. Và ngoài ra thì mình cũng mong muốn là mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và đặc biệt là chính quyền sở tại tại Nhật Bản. Thì đây tôi nghĩ đó là một cái công việc và sứ mệnh của tôi trong thời gian hiện tại và tương lai. Đam mê áo dài và Nguyễn Duy Anh luôn tìm cơ hội để tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam. Do đó, dù trong các sự kiện của nhà trường, của cộng đồng hay của Nhật Bản, Nguyễn Duy Anh cũng mang những chiếc áo dài truyền thống như một sứ mệnh lan tỏa nó đến cộng đồng và bạn bè quốc tế. Gần đây nhất, anh đã cùng với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka có buổi tham quan tìm hiểu những danh thắng tại địa phương và kết hợp quảng bá áo dài Việt Nam. Bảo tàng Yopark, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Những tà áo dài Việt Nam khoe sắc. Còn đây là núi Aso, là ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất Nhật Bản và là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên thế giới. Tọa lạc tại vườn quốc gia Asokuzu ở tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu. Nơi đây luôn là điểm dừng chân khám phá của du khách trong và ngoài nước khi đến với khu vực này. Đường lên núi luôn có những khoảng không gian như thế này để du khách check-in và tận hưởng không khí trong lành. Và tất nhiên, đây cũng là nơi lý tưởng để những tà áo dài Việt Nam tung bay tỏa sắc. Đặc biệt là các bạn nhỏ người Việt Nam vô cùng thích thú khi mặc áo dài Việt Nam tham quan ngọn núi lửa lớn nhất thế giới này. Hôm nay cháu đi ra ngoại, cháu được tham quan núi lửa, chụp ảnh cùng bạn bè, đi tham quan bảo tàng, chụp được rất nhiều ảnh. Cháu rất mong muốn được giới thiệu những bức ảnh đẹp này đến các bạn ở Việt Nam nếu như có cơ hội ạ. Hôm nay con vui và được đi ra ngoại rất đẹp. Ở cảnh rất đẹp và con được mặc áo dài. Con rất trân trọng khi được mặc áo dài tại vì áo dài là một truyền thống của Việt Nam. Con rất trân trọng để được đi ra ngoại với gia đình của mình. Con thì áo dài nó là một truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam nên là mỗi khi có cơ hội dịp được đi kiểu sang nước ngoài bạn bè quốc tế thì con cũng muốn kiểu showcase, ý là muốn giới thiệu cho các bạn bè quốc tế đến cái áo dài, một truyền thống văn hóa dân tộc, nên là kiểu để thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình đối với đất nước ạ. Trong các hoạt động cộng đồng của người Việt Nam tại Fukuoka và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka thì chúng tôi luôn kêu gọi mọi người là hãy mặc áo dài để tham gia các sự kiện cộng đồng và thông qua đó sẽ mang cái tà áo dài đến gần hơn với bạn bè người Nhật Bản. Và chúng tôi rất là tự hào khi mặc những tà áo dài này được các bạn người Nhật Bản là cho tôi chụp ảnh cùng chung đi, thì đấy là một cái điều chúng tôi rất là tự hào và rất hạnh diện khi được quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Nhật Bản. Kính thưa quý vị, Tết cộng đồng đã trở thành sự kiện thường niên, luôn được cộng đồng người Việt Nam chờ đợi. Đó là điểm hẹn đón Tết dân tộc trong không khí đầm ấm, thân thương của những người con xa xứ sau một năm bận rộn. Anh Nguyễn Duy Anh cho biết, tiếp nối các năm, Tết cộng đồng 2024 dành cho bà con tại Fukuoka đang được Hội người Việt Nam tại đây lên kế hoạch tổ chức dưới sự đồng hành của Tổng lãnh sự quán. Đây là hoạt động quan trọng để bà con xa xứ gắn kết, yêu thương và góp phần phát triển quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Đến đây thì thời lượng chương trình của chúng tôi cũng khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.